xong rồi đấy, còn có biết món này là món gì không? Theo kinh nghiệm bao khái mình đã đi thì đây là món trà bông chay. Nó còn được rắc thêm một ít vừng cho thơm nữa đấy. Cậu có biết mọi người làm món này như thế nào không? Mình cũng không biết nữa. Vậy chúng ta hãy cùng xem các cô bác Phật tử đã làm ra món trà bông chay này như thế nào nhé. Ăn khá bắt miệng, như kiểu là ăn bim bim vậy ạ. Có vị giòn giòn, đồ béo như vậy, ăn rất hợp với cơm. Em thì ăn no căng bụng rồi chứ. Em thấy bữa cơm nhà chùa rất đầy đủ ạ. Em chúc các cô có thật nhiều sức khỏe để làm nhiều món ngon. Em cảm ơn các cô bác vì đã cho bọn em những bữa cơm ăn, những giấc ngủ ngon ạ.